Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo phong chữ tô màu cho bé bằng phần mềm Word. Thì ở đây mình sẽ sử dụng Microsoft Word 2010. Với những phiên bản Word khác các bạn cũng làm tương tự như vậy. Đầu tiên mình sẽ khởi động quật lên. Vì các bạn xác định là các bạn tạo phong chữ tô màu để cho các bé tập tô. À, chính vì vậy các bạn cần phải chọn đúng cái khổ giấy A4 và các bạn chọn cái lề sao cho nó sát nhất để khi mà các bạn in ra nó đỡ tốn giấy ví dụ như tờ giấy A... giấy này của mình là như thế này Và khi các bạn mở lên chưa chắc là khổ giấy A4 thì các bạn phải chọn đúng cái khổ giấy A4 bằng cách là bấm vào bay layout đây sau đó các bạn bấm vào cái chữ Size nè các bạn chọn đúng cái A4 ở đây rồi các bạn bấm vào cái mũi tên cái chỗ bay setup có cái mũi tên ở đây các bạn cho nó cái lề nó sát lại của mình đơn vị tính là mm thì mình sẽ cho nó là mỗi cái lề nó là 10 mm thôi. Rồi mình bấm ok. Các bạn có thể kiểm tra bằng cách bấm vào bay bay này nè, coi có đúng A4 không. Vì thường các bạn mở lên nó hay bị cái tình trạng là letter lắm đó. Nên các bạn phải chọn đúng cái khổ giấy A4. Rồi ở đây mình cho mỗi cái lề, mỗi cái mép này nè là 10 mm thì mình bấm ok nó sẽ sát lại các bạn in ra nó đỡ tốn giấy hơn mình sẽ bấm lại cái mục hôm các bạn sẽ bắt đầu tạo cái phong chữ ví dụ như các bạn muốn cho các bé nhà mình tô cái số trước đi ví dụ như 0, một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín ví dụ như vậy trường hợp nếu mà số thì nó đơn giản rồi không cần phải phong chữ và thường khi các bạn sử dụng cái phong chữ để tô màu thì đa phần là các bạn À, dành cho các bé mầm non là chính và các cô giáo sẽ chọn cái phong chữ Vini Avo là nhiều à, chính vì vậy mình sẽ chọn cái phong chữ là Vini Avo đó Vni à, Avo đây đó rồi các bạn hãy cho in đậm lên thì mặc định khi mà mình mở nó vượt lên nè của mình nó là kích cỡ có 14 thôi thì mình sẽ xóa 14 này đi các bạn muốn to bao nhiêu ví dụ như là kích cỡ 50 và bấm enter các bạn xem coi có cân đối với cái tờ giấy các bạn chưa các bạn muốn lớn hơn nữa ví dụ như à, 80 thì nó lớn hơn như vậy à, 100 chẳng hạn thì nó như vậy nó lớn quá thì mình sẽ cho nó là 90 các bạn có thể cho nó lớn hơn nữa tùy ý các bạn các bạn có thể cho giấy nó nằm ngang hay nằm đứng gì đó tùy ý các bạn ví dụ như giấy nằm đứng như vậy hoặc là giấy nằm ngang như thế này đó các bạn chọn cái cái hướng xoay của cái tờ giấy ở đây và cái chỗ này quan trọng là ở đây, các bạn có thể, ngoài cái phong chữ Vini AVO này, các bạn có thể chọn phong chữ nào cũng được, số thì dễ rồi, nó không có dấu. đó Nhưng mà thường thì mình thấy những cái cô giáo ở khu vực mình hay chọn là phong chữ Vini Avo, AVO như thế này. Nếu như trên máy tính của các bạn không có phong chữ Vini AVO này, thì các bạn hãy tìm ở trên Google, cái cách tải cái phong chữ AVO này cũng có hướng dẫn rất là nhiều đó mình ở đây mình có cài sẵn rồi thì mình chỉ cần chọn cái phong là vni avo trường hợp các bạn không có biết cách cài một cái phong chữ nào đó các bạn có thể vào cái kênh youtube của mình rồi search, các bạn search cái từ này rồi các bạn bấm vào cái kênh của mình đó bấm vào cái cái tên của mình đây rồi các bạn bấm vào cái mục video này nè các bạn bấm vào cái kính lúp ở đây các bạn có thể bấm vô cái chữ là không không đọc được chữ các bạn bấm enter thì trong video mình có trong kênh youtube của mình có một cái video hướng dẫn về cái lỗi là không đọc được chữ thì trong cái cái video này có hướng dẫn cái cách để các bạn có thể tìm và tải một cái phong chữ bất kỳ nào đó ở trên quật các bạn nếu như không biết cách cài phong chữ video hay phong chữ nào đó các bạn có thể tham khảo thêm cái video này của mình mình có hướng dẫn cái cách khắc phục cái lỗi đó cũng như là cách tải một cái phong chữ bất kỳ nào đó À, trường hợp này ví dụ như trong máy của các bạn đã có phong chữ rồi thì bây giờ các bạn hãy tiến hành chọn cái phong chữ đó và cái bước này là cái bước quan trọng ở đây các bạn thấy khi mà mình nhập vào cái chữ ở trên quật thì nó sẽ là cái chữ màu đen à, chính vì vậy mình sẽ bôi đen cái những cái chữ này mình sẽ cho cái màu đen nó thành màu trắng thì và nó có cái viền ví dụ như các bạn thấy đang ở một hôm này nè mình bôi đen ở đây là nó có chữ a đây thì đây chính là cái viền của cái chữ, các bạn bấm vào cái mũi tên chỗ này nè. Đó các bạn sẽ thấy có chữ outline, outline có nghĩa là cái đường viền của cái chữ. Và các bạn chọn cái đường viền ở đây bị ví dụ như mình cho màu đỏ đi, đó các bạn thấy nó nó có đường viền. Mình một hồi nữa mình sửa lại cái đường viền sao. Đó ví dụ các bạn thấy nó có cái màu đỏ đỏ nè. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái cái màu của cái chữ này nó đang là màu đen. Các bạn nhớ nha, hồi nãy là cái chỗ này là cái đường viền của cái chữ, còn cái màu chữ đây màu đen mình sẽ cho nó thành màu trắng. Chính vì vậy các bạn mới tô màu được đó mình cố tình mình màu đỏ để cho nó đừng có trùng với cái màu đen hồi nãy bây giờ mình sẽ màu đen mình chọn chỗ này mình chọn cái outline mình chọn lại cái màu đen lại thì như vậy các bạn đã tạo ra được cái chữ tô màu à, rất là đơn giản không có gì phức tạp hết chỉ cần các bạn nhớ ở cái chỗ này đây là cái màu của cái chữ các bạn sẽ cho thành màu trắng và cái đường viền của cái chữ các bạn sẽ cho cái đường viền nó là màu đen hoặc cái màu bất kỳ nào đó mà các bạn thích đó thường thì các bạn sẽ cho màu đen để in ra cho nó rõ đó là đối với uh, số còn đối với chữ, ví dụ như bây giờ mình nhập vào cái chữ uh, hướng dẫn. Rồi, ví dụ như vậy. Cũng cho là kích cỡ 90 nha các bạn. Thì các bạn thấy sở dĩ mà mình bỏ được dấu tiếng Việt này là mình chọn phong chữ VD-AVO và mình chọn cái bản mã là Win Trường hợp nếu như các bạn chọn như thế này các bạn không chọn đúng cái bản mã là ViniWindow các bạn nhập nó sẽ ra cái chữ như thế này. Nó sẽ ra ngược trở lại cái phong chữ ThayNeruman. Uh, chính vì vậy các bạn hãy xóa cái này đi rồi các bạn hãy mở cái Unikey lên khi mà các bạn chọn phong chữ thì các bạn phải chọn cái bản mã này trước các bạn xác định là các bạn chọn phong chữ vini Avo thì các bạn phải chọn bản mã là vini win đó còn cái kiểu gõ thì kiểu gì cũng được nhưng bản mã phải là vini win đó các bạn bấm chữ đóng và các bạn chọn là cái phong chữ là vini avo đó tới đây rồi bây giờ các bạn mới bấm hướng dẫn nó ra màu đen không sao thì mình sẽ bôi đen lại chỗ này và mình sẽ bấm vô đây cho nó là cái đường viền màu đen rồi các bạn bấm vào cái màu trắng cái màu chữ là màu trắng thì nó sẽ ra cho các bạn tương tự như vậy các bạn có thể bấm uh, xuống hàng uh, nhập rất là nhiều chữ cái khác thì khi các bạn đã biết cách tạo như vậy rồi các bạn có thể tạo cho các bạn uh, những cái chữ nào mà các bạn thích thì các bạn thấy uh, những cái chữ này nó cách xa nhau như thế này nó sẽ tốn giấy nếu như các bạn muốn tiết kiệm hơn thì cũng được bởi vì đây là mặc định của cái phần mềm ví dụ như mình nhập thêm chữ uh, học tinh học chẳng hạn thì mặc định của cái chữ này cái kích thước của nó là tới 90 chính vì vậy nó phải tạo ra một cái khoảng cách như thế này để cân đối với cái kích thước của cái chữ nếu như các bạn muốn cho cái những cái chữ này nó sát lại cũng được để đỡ tốn giấy khi in thì cũng được nhưng mà nó rất là bất tiện à, mình vẫn khuyên các bạn sử dụng cách này cho nó nhanh à, còn các bạn nếu như muốn tiết kiệm hơn thì các bạn có thể áp dụng cái cách này à, ví dụ như bây giờ mình sẽ xóa này đi mình vẫn để cái lề này các bạn có thể chọn là insert text box đó. rồi các bạn bấm cái đầu tiên này nè symbol text box sau đó các bạn cũng bấm 0 một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín rồi mình sẽ bôi đen này mình sẽ quay lại một hôm mình sẽ chọn cái avo rồi mình cũng cho in đậm lên để cho nó nó dày lên á rồi mình sẽ xóa 14 này mình mập 90 rồi nó ra như thế này thì uh, mình sẽ kéo cái này qua đây đó mình ngay cái nút xanh du trắng trắng này nè mình kéo, kéo qua thì tự động nó sẽ cái chữ nó dồn lên như thế này đây mình sẽ kéo lên như thế này đó các bạn thấy kéo nó nó bị mất thì mình phải kéo như thế này rồi như vậy à, ví dụ như cái chữ này bây giờ mình cũng uh, bo đen nó mình sẽ cho nó cái viền màu đen và cái chữ màu trắng và các bạn để ý ở đây mình bo đen này nó nằm ở trong cái test box thì nó khi các bạn chọn trong đây nè. nó sẽ hiện ra cái mục format thì các bạn bấm qua cái mục format này các bạn chọn cái mục là outline nè xếp outline nè các bạn bấm outline các bạn chọn no outline nó sẽ mất cái viền đó đi rồi và ở cái mục fill này các bạn cũng chọn là no fill luôn là cái nền á ví dụ như các bạn không chọn no fill mà các bạn chọn cái nền màu trắng hoặc màu vàng đi cho đó cái nền là nó là như thế này thì nó sẽ ra cái nền như thế này còn các bạn muốn màu trắng thì các bạn bôi đen các bạn fill nó sẽ ra màu trắng nhưng mà tốt nhất là không có cái nền là rỗng nền rồi như vậy các bạn bấm vô đây, các bạn bấm vô đây nè, có mũi tên 4 chiều á, các bạn bấm vào cái góc nào, cạnh nào cũng được nó hiện ra mũi tên 4 chiều. Các bạn bấm Ctrl C để copy. Rồi các bạn bấm Ctrl V nó sẽ ra một cái nữa. Thì các bạn sẽ kéo lại, các bạn thấy nó sẽ sát nhau. Đó, à, các bạn dùng phím mũi tên di chuyển lên xuống nè. Nó sẽ sát nhau theo ý muốn của các bạn. Hồi nãy mình chọn cái này đi. Nếu như cái chỗ Phật mát này các bạn chọn set fill là màu trắng hoặc là màu vàng thì các bạn thấy điều gì nó sẽ xảy ra nó sẽ lắp đi cái hàng kia đó ví dụ như mình chọn cái này là màu trắng các bạn thấy không nó cũng che hàng kia chính vì vậy hồi nãy mình chọn set fill là no fill có nghĩa là không có màu là nó không bị che và các bạn sẽ tiết kiệm được giấy hơn đó các bạn có thể kéo cái này nó sát lên rồi mình giữ phím control mình lăn chuột cho nó nhỏ lại mình kéo nó sát lên nếu như các bạn kéo cái chỗ này mà nó không có kéo được các bạn hãy chọn wrap test đây các bạn chọn bì hai test rồi các bạn bấm đây các bạn kéo lên đó. hoặc các bạn dùng phím mũi tên cũng được đó bên dưới đây các bạn kéo lên như thế này rồi là các bạn thấy nó sẽ khích lại các bạn sẽ in được nhiều chữ hơn tương tự như vậy mình sẽ bấm vô đây mình bấm hình c copy và mình bấm ra ngoài mình bấm hình v mình dán mình sẽ kéo cái này xuống rồi mình sẽ nhập vô cái chữ hướng dẫn thử. Bấm vô đây. Mình sẽ xóa 0123489 này đi. Mình bấm delete. Mình bấm chữ hướng dẫn. Nó, nếu nó không nhớ cái hồi nãy thì mình bôi đen. Mình làm lại. Mình cho cái đường viền màu đen. Và cái màu trắng. Thì các bạn thấy nó ra được chữ hướng dẫn. Thì nó bị mẻ một chút xíu. Chữ G đây các bạn bấm vô đây. Các bạn bấm vô cái vuông vuông cho này nè. Các bạn kéo xuống cho nó vừa đủ thấy cái chữ. Sau đó các bạn bấm vào cái cạnh nào có mũi tên bốn chiều như thế này, các bạn bấm vô các bạn bấm trên C để copy, bấm ra ngoài một cái, bấm trên V để dán. Rồi mình đưa vào đây có mũi tên bốn chiều, mình sẽ kéo. Đó, kéo dùng phím mũi tên lên xuống. Rồi, các bạn thấy cái chữ nó sẽ sát lại theo ý muốn của mình. Thì như vậy với cái cách làm này, các bạn sẽ tạo ra được nhiều chữ hơn ở trên cùng một tờ giấy, nó sẽ tiết kiệm giấy hơn. Nhưng đồng nghĩa với việc là cái cách làm của các bạn nó sẽ lâu hơn rất nhiều so với cách hồi nãy. Thì tùy theo trường hợp mà các bạn có thể áp dụng cái cách nào để đỡ tốn giấy cho các bạn. Thì cái việc mà tạo cái phong chữ tập tô màu cho bé, chính xác nó là làm cho cái rỗng cái chữ đi và có cái viền đen thôi để các bé nó tô màu lên cái chữ này thì cái việc nào này nó chỉ có đơn giản như vậy thôi. Chủ yếu là các bạn nhớ chọn cái đường viền và cái màu màu trắng ở trong đây là được. Còn cái phong chữ thì các bạn thích phong chữ nào các bạn chọn cái phong chữ đó nhưng mà nó phải đi kèm theo đúng với cái bảng mã của cái phong chữ đó nữa đó và các bạn nên chọn những phông chữ nào có độ dày càng lớn càng tốt bởi vì cái độ dày thì các bé nó tô cũng nó mới dễ tô được còn những phông chữ mảnh quá thì nó sẽ rất là khó tô thì video của mình cũng chỉ có đơn giản như vậy thôi à, cảm ơn các bạn đã xem video